Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World, công viên khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì lúc nãy mình đang có quay nhưng mà quên mất lần nhấn nút quay. May là mình còn nhận ra là chúng ta chưa quay, vì thế mình thôi rồi, mình sẽ quay lại lần này đi. Và mình ở trước thì mình đã đánh xong hai trận của cái phần ở đấy, cái con Legendary rồi. Cái con Legendary này là một trong những con thú hệ Savan và cực kỳ khỏe. Nhưng mà đẩy đánh những cái bọn này ấy, thì đều toàn level cao, anh em nhìn thấy không? Toàn một ca mấy máu này, ca mốt máu này, con này là ca rưỡi này, con này là ca hai này. Mà trong khi đó mấy con này mình có 500, con này cũng có 700 máu rồi. May mà chúng ta đánh được, tìm ra cách để giết con này. Mình đã phải gọi là hồi sinh bọn này hai lần thì mới đánh được xong con này. Được rồi, thì bây giờ thì chúng ta đến phát cuối cùng rồi. Bây giờ thì nó không còn thủ rồi. Mình sẽ dồn toàn bộ đòn để giết nó nhá. Mày không chết ạ? Mày lại không chết này, 2k7 máu. Đánh mãi mới xong được. Và đây cũng sẽ là cái trận cuối cùng để giành cái con Legend của chúng ta. Nào, lên nào, tiến lên. Đây chính là con Legendary, và pack Legendary Ultino Therium anh em ạ. Nào mở ra thôi, $97, tầm khoảng 700 ADN và Ultino Therium, con mới nhất của chúng ta trong này đây. Nó là con Legendary, 650 điểm GW, rất là xứng đáng luôn. Mình có thể là mình up luôn nó cũng được. Nào, mình sẽ up luôn đi. Ở đây thì chúng ta có thể là kết hợp nhanh à. Xong luôn rồi đấy. Chúng ta sẽ có Iridaptor level 20, khá tốt để mình có thể cho con này ngày mai hoặc là ngày kia thì chúng ta sẽ cho nó lên được. Mình sẽ cho lên level 20 và kết hợp với một con level 20 sẵn có, mất khoảng 60 ADN. Và mình sẽ up luôn cái con mới của chúng ta đi. Có hai chuồng các bạn đúng không? Chúng ta tìm tới xem nào. Nó thuộc thể loại là Savan đúng không? Savannah. Nó Legendary. Đây, chính xác nó đây anh em ạ. Đẹp chưa? Và con này up chắc là lâu đây. Theo mình nghĩ rất là lâu, tầm mấy ngày, 5 ngày cơ, 5 ngày thì biết sao con này hình nhá. What? Kinh khủng. Được rồi, mình sẽ vào đánh boss cho anh em xem nhá và kiếm thêm những ADN. Hy vọng mình có vẫn nhớ cách đánh. À, con này thì nó sẽ sợ hệ hang động. Cũng được. Mình sẽ cầm con hang động thật khỏe để nhau với nó. Hang động à? Hang động mình vừa dùng xong. À đây, hang động cũng rất nhiều con, có thể trụ được đam của nó. Một con này. Mình chỉ cần một con đầu tiên thôi. Con Hyaenodon. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn một con rất là yếu rồi, không cần thiết nữa. Yếu nhất được, tại vì con cuối cùng mình không cần. Mình sẽ áp dụng cái chuẩn đi hôm nọ và không biết là liệu rằng có được không. Cho ta chờ xem nha. Úi rồi. Con Amare Storm đẹp thế nhỉ. Đẹp thôi rồi, một phát thì nó chắc chắn là sẽ không giết được mình rồi anh em. Cố gắng á, từ từ. Đẹp chưa? Con này chất lư luôn đấy. Một này. Vào đây, let's go. Nó sẽ không tấn công mình được rồi. Nó cho mình cho nó giết đi. Không sao cả, 4 lần. Ôi, nó không giết mình nhỉ? What? Không giết mình luôn kìa anh em. Không giết thì mình sẽ giết nó vậy nhờ. Mình cứ để lại khoảng tầm 3 lần thủ hay mấy lần thủ gì đấy. Mình sẽ dồn đòn để nói đi. Đấy, 5 lần luôn, 5-1. Này này, được có 400 máu rồi. Còn thua, nó có 6 lần. Có lần này thế nào đây? 3. Nó chỉ tấn công 3 thôi anh em ạ. Mình vẫn áp dụng chiến thuật là thủ 3. Đấy, cứ thủ 3 cho chắc bài. Nó sẽ không bao giờ đánh trên 3 điểm đâu. Yên tâm là như vậy. Đấy. Nó thủ mà. Mình tiếp tục là thủ 3 này. TIA Nodon, nó lại thủ 3 và nó sẽ còn khoảng 4 lần. 4 lần là 8. Nó dồn đòn khi mình còn chết ấy. Ui, sao lại đánh 8 lần rồi tao, sao ta? Dị vậy? What? Sao đánh kinh vậy ta? Cũng may là nó đam yếu nhá, không là nó giết mình rồi. Con này đang ép đánh chỉ đánh 3 thôi chứ nhỉ? Không hiểu lắm. Tại sao vậy? Cho tôi lý do tại sao được không? Hình như nó sửa rồi anh em ạ. Nó sửa rồi đấy, nó không còn như lúc trước rồi. Đấy, thấy chưa? Tấn công 3 rồi em ơi. Ôi, tấn công 6 à? What? Kinh thật. Được rồi, thì mình sẽ tấn công bằng đồ dồn đam để giết nó thôi. Con này bị sửa lỗi rồi anh em ạ. Bây giờ mình không thể nào mà ấy được nữa rồi. Bó tay. Ok. Đây.
mình sẽ quá đánh cho nó giết trước một con trước đã. Còn Milestorm 08 không thể nào mà áp dụng được cái chuột cũ rồi anh em ơi. Boss level 2 nó vào điên cuồng rồi, 148 máu, 4 lần 148 đam và 2k rưỡi máu. Đấy thôi, thích thì chiến nào. Mình không xoắn với con này luôn. Thôi mình cứ dồn đam đi, đằng nào thì mình cũng sẽ chết thôi. Không đỡ nữa rồi. 2 lần level 2 này. Quỳ xuống. Lại đứng dậy. Có con này ở trong bộ sưu tập thì quá đẹp nhờ anh em. Có nó dùng tất cả 4 lần chăng? Không. Đúng một lần thôi. Rất tỉnh và đẹp trai, thanh niên. Con này thì không ăn thua. Con này đánh được thêm đam tí nào để chơi thì hay gì đâu. Chứ không ăn thua. Bây giờ nó không còn thủ ba nhá. Rất dị. Con này còn hiếu điện à. Nai sừng tấm hệ điện à. Ây chà. Sổi crack. Đẹp thế nhờ. Chất đến từng chi tiết đúng không? Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái trận tiếp theo. Được 7.000. Mà mình sẽ được cái thưởng ADN ở đây này. Điều chắc chắn luôn. Đấy. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái SDNA để lấy thêm những cái DNA đỏ. Chúng ta có tầm khoảng hơn 1.000 DNA đỏ ở đây. Nhiệm vụ hàng ngày cho claim luôn. Và mình còn một đống nhiệm vụ ở trên nữa cơ. Không hề thiếu nhiệm vụ nha. Rất nhiều nhiệm vụ đằng khác. Đây event đây. Chúng ta có hai nhiệm vụ phụ ở micro SDNA. Trong ngoài chúng ta sẽ đánh nhau với con gì đây? Nó khá là khỏe và mình sẽ chọn có thể làm con lá trước này. Chắc chắn sẽ làm con lá nào phù hợp ra. Con lá nào đây? Với cái lượng máu và lượng đam Stegor Seatop, một con chim. Tiếp theo sẽ làm một con chim trước. Đây, Pterosaurus và Pterodactylus, con nào đây? Con nào được đây? 300 à? Chắc là Dimorphodon nhỉ, hoặc là Darkwing đi. Và cuối cùng sẽ là một con ăn nước ăn xong. Một con hệ nước thật khỏe. Suchomimus 600 máu à? Liệu ăn được không nhỉ? Chắc được. Nào, 45.000 tiền cho một trận đấu như thế này. Cố lên anh em, hai trận là mình sẽ được một cái gói patch là Micro S. 800 máu thì mình hoàn toàn có thể tăng cơ được. Không phải lo lắng với vấn đề tăng cơ cho lắm. Nó sẽ có một đòn và tấn công luôn chăng? Không tấn công. Mình cũng không cần quan tâm nó lắm. Nào, lại đây, bé cưng. Nó sẽ có hai phát tấn công nha. Cẩn thận là tèo em. Nó cũng không tấn công. Nó không tấn công anh em ạ. Tấn công thì chúng ta lại phải đổi sang con khác vậy. Thủ hai cho chắc bài này. Nó không thủ luôn. Kinh nhờ. Thôi quả này mình chết rồi. Quả này sợ mình chết rồi. Cho Mimus. À không, chưa chết được. Tấn công 4 lần nữa thì đây. Bây giờ nó sẽ tấn công. Nó thủ chắc thủ 1. Có lẽ là thủ 1. 1, 2, 958, 3. Rồi, tấn công luôn nhờ. Thủ 1 rồi. Ôi, thủ 2 ạ. Ui, tỉnh thế nhờ. Rất tỉnh và đẹp trai. Bây giờ làm thế nào đây? Dino Swap. Đừng giết mình. Nó không ra tấn công luôn. Ok. Thật sự mình không biết là như thế nào đây. Khá là khó hiểu, khá là khó chịu nhờ. Nó có thủ không? Thủ 2 à? Nó sẽ dồn đòn cho phát sau. Nó sẽ có 5 lần. Nó cũng không ra tấn công đâu mà. 3. Nó còn thứ thủ 1 nhá. Nó thủ 1. Theo mình đoán nó sẽ thủ 1 thôi. 1, 2 này. Đó, rồi. Giành đòn anh em ơi. Đấy, nó thủ 1. Mình đoán đã chuẩn xác. Veza Colossus. Bây giờ sẽ là 4 và 3. Nó phải dùng 4 lần. Không dùng luôn. Khá là buồn cười ta. Mình không hiểu lắm. Con sau thì mình có thể giết được nó. Rồi ok, mình sẽ để thủ mình sẽ dành 4 lần như thế này. Tấn công 3 lần luôn. Đấy, mày phải chết này. Vào đây. 6. Dùng cả 6 luôn. Ghê. Đấy, nhưng mà chắc chắn là mình muốn như thế mà. Mình muốn để như thế này mình có 8 lần cơ. Nó chạy đi đâu? Không thể chạy đâu được cả. Ôi nhưng mà này nhiều đòn quá. Thừa đòn này. Còn thừa tận 2 đòn. Chết. Chết bên này. Đã xong một con. Suchomimus lại tiếp tục tấn công.
mỗi lần. Và nó thì cũng không dám. Ôi, tấn công luôn à. Rất là dũng mãnh ta. Quyết đoán nhờ. Nhưng mà làm sao mà chạy được cái con hệ nước của mình. Full lực là 8 lực luôn này. Này này, này thì cắn này. 7-9, tốt. Và chúng ta sẽ chuyển qua cái trận tiếp theo nha. Hay quá. Bây giờ thì 30 ADN là chúng ta sẽ có 40.000. Thêm một trận nữa nào. Chúng ta sẽ có hai con chim ở đây, mình sẽ cần hai con ăn lá nữa là xong rồi, hoặc là ít nhất là một con chim. Đầu tiên sẽ làm con chim cho chắc bài. 300 đam, ok, không cần được. Chọn con lá đi, chọn ba con lá đi, ba con lá khỏe khỏe một chút. Như thế này thì nó cũng chẳng thể nào mà đánh được mình. Một con này, Jamoser và Eric Rowe. Hero hơi yếu, được rồi, con này cũng được, con này cũng được, đánh thôi. Đam hơi yếu, hơi bé nhờ, không sao. Chúng ta sẽ có thể để giành đòn được mà. 150 đam, ok ok. Nhanh thôi, nó không đổi đâu. Để phương tấn công. Hai lần. Tấn công luôn à. Có chết không nhỉ? Không chết được. Vớ vẩn, nó sao chết được. Phát sau thì nó cũng sẽ có hai lần nha. Và thông thường thì nó sẽ là, mình sẽ được có thể giành lên 4 lần đi. Có thể nó điên cuồng tấn công luôn mình chăng? Có lẽ nào. Tấn công 1. Mình phải để ý thế chứ. Rồi, chúng ta sẽ đủ đòn đấy. Bây giờ tấn công đi, thoải mái đi. 4 lần. Có lẽ sẽ tấn công 3 thôi. Mình muốn nó dùng tấn công cả 4 lần cơ. Nào thôi không sao. Aerosaurus 8 lần. Ở đây. Cực khỏe. 1, 2, 3, 1, 1, 4. Rồi, xong. Thôi, như thế này chứ chắc bài này. Nhưng nó thủ một lần thì sao. Đấy, biết ngay thủ một lần mà. Một con về vườn này. Con tiếp theo, Tapezalosaurus là con hybrid này. Có lẽ như vậy. Ai chà chà, chạy đâu, chạy đâu cho thoát. Không thể thoát được ấy chứ. Lượng đam của mình là cực kỳ lớn ở đây. Và mình sẽ còn một backup phía sau nữa cơ, nên mình không cần lo. Thủ hai thật ạ. Chết luôn. Jamoser mình đam cực kỳ to nha. Nó tầm khoảng 300 đam, nó còn nảy đam lên nữa mà. Đúng không? Nó khác hệ nữa. Micro DNA nó sẽ là những cái DNA đỏ. Và mình sẽ còn một cái nhiệm vụ nữa để chúng ta chơi. Ok, đây event đây. Event ta sẽ có Pterosaurus yêu cầu một con con này vỡ cả mồm rồi anh em ơi. 400. Đây rồi, đánh con này được. 200.000, nó yêu cầu là Pterosaurus thôi. Nhưng mình vẫn khỏe hơn nó nhiều. Phải nói như vậy. Con Pterosaurus nó rất là yếu. Được, đánh luôn. Nó sẽ có hai lần đây, không biết là nó sẽ dồn thành bao nhiêu lần nữa. Nào, thích đánh thì đánh thôi. Và sau nó có 3 lần đúng không? 3 lần là 9, 3, 2, 7, cho tầm 400 máu đi. Hai lần. Rất chi là quyết đoán nhờ. Mày đỡ không? Dù mình bị khắc hệ chăng nữa thì mình vẫn khỏe hơn nó rất nhiều. Chết, một bé. Một bé về vườn. Còn tiếp theo sẽ được đưa lên ngay bây giờ. Yeah. Thêm ADN. Đấy. Pterosaurus. Bây giờ sẽ là hai con. Bây giờ bắt buộc phải chọn hai con ăn ăn cỏ. Đây. Chúng ta sẽ chọn luôn hai con này nhỉ. Và sau đó chắc là ba con gì đấy. Có lẽ con này thì hơi khỏe quá đúng không? Thôi thì cho chắc bài. 200.000 một phát đấy, không phải rẻ đâu. Cái này là chắc bài nhất có thể. 140 đam kìa. Trời, đam nó to lắm ấy. Không hề yếu đâu. Tấn công luôn chăng? Không tấn công. Sao sau nó có mấy lần? Nó sẽ có 3-4 lần. Vị chi người chết luôn nhá. Không chết. Không thể chết được. Rồi, thế này xem. Thủ mấy? Đấy, chết luôn mà. Quả này thì chạy đi đâu. Mình còn một con nữa cơ. Con này cũng khỏe này. 5 lần. Và nó sẽ dồn 5 lần luôn. Vãi trưởng thật. Và đây là Corythosaurus. Dồn toàn bộ lực giết nó anh em. Tiến lên. Chạy đi đâu. Corythosaurus. Chết mày này. Còn một trận nữa anh em ạ. Là sẽ được gói pack ngày hôm nay. Cái class ở champion thì nó đã kết thúc rồi. Bây giờ thì còn mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Đấy, thêm ADN này.
Pterosaurus nhân 2. What? Pyrodusty. Ok, nếu đã dùng thì dùng hẳn những con xịn nhất, xịn sò nhất luôn đi. Giờ gì phải dùng những con yếu đúng không? Những con này chẳng hạn này. Nó khá là trâu, vẫn như thế thôi, vẫn là những con lúc nãy thôi. Đấy, vẫn là như kiểu bài cũ mà soạn lại thôi. Let's go. Hai lần, phát sau nó sẽ có thành là 4 lần. Thủ 1 đi cho chắc cú. Ồ, nó thủ 1 ạ. Nó không ra tấn công mình đâu mà. Nó chỉ có 3 thôi. Tấn công hay không? Không tấn công. Mình đang sẽ suy nghĩ xem nên như thế nào. Nó khá là khỏe đấy, không yếu đâu. Cứ thủ 2 luôn. Ồ, 6 lần. À, 4 lần. Tấn công nhỉ? 4 lần luôn. Ồ. Bắt bài rồi. Bắt bài rồi cưng. Chạy đi đâu? Bây giờ mình chạy đâu? Mày hết thủ đúng không? Nó hết thủ rồi. Còn đâu nữa? Chết mày này, 584 máu, rất tốt. Stegosaurus 137 đam. Làm gì thì làm. Mình nhớ như thế này đam đủ quá sửa có để giết nó và không cần cái con này. Đấy, một cân 2 được. Nhưng ai biết đâu được ấy. Chết mày đi này. Chỉ cần chỉnh gọi là đánh chuẩn thì nó sẽ không cần mất quá nhiều con như thế này đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ được gói là Herbivores Underdogs. Ray thôi anh em ạ, không có gì nhiều. Ok, thì rồi chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Bye bye.